Quang Lê gặp sự cố ở sân bay. Tôi cứ nghĩ mình có quốc tịch Mỹ thì sẽ bay được. Mới đây trên kênh YouTube của ca sĩ Quang Lê đã đăng tải một đoạn clip quay lại cảnh anh tới châu Âu làm việc. Theo lịch bay, Quang Lê đặt chân tới sân bay Pháp đầu tiên để nối chuyến bay tới Anh. Tuy nhiên, nam ca sĩ gặp phải một sự cố giấy tờ khi dừng chân ở sân bay Pháp và không bay sang Anh ngay được. Anh chia sẻ, hiện tại tôi không được bay qua Anh vì quên không chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết. Tôi cứ vô tư nghĩ mình quốc tịch Mỹ thì sẽ bay được. Nhưng bây giờ, luật về Covid ở các nước khá rắc rối, không tiêm phòng Covid sẽ gây khó khăn để đi qua một nước khác. Tôi tiêm phòng đầy đủ rồi nhưng lại không mang theo giấy xác nhận nên người ta không cho bay. Mỗi nước có một luật lệ riêng, tôi cứ chủ quan nên hôm nay phải ở lại sân bay Pháp, đổi sang chuyến bay sáng mai để chuẩn bị đủ giấy tờ. Ban đầu tôi định không đi máy bay nữa mà đi tàu hỏa từ Pháp sang Anh. Nhưng đi tàu hỏa cũng phải khai báo lằng nhằng nên thôi, đi máy bay cho lành. Hiện tại tôi có một ngày ở Pháp để đợi sang ngày mai mới bay sang Anh được. Nên tôi sẽ đi dạo quanh phố phường Paris kiếm gì ăn cho đỡ đói bụng. Tôi cũng may mắn gặp được một anh tiếp viên rất dễ thương, anh ấy thần tình chỉ cho tôi những chỗ nên ghé thăm khi đặt chân tới Paris. Nói rồi Quang Lê tiếp chuyện bằng tiếng Anh lưu loát với người tiếp viên ở sân bay và được hướng dẫn rất nhiệt tình. Anh chia sẻ thêm, tôi cũng tiết lộ cho mọi người rằng ai đến Paris thì nhớ ghé qua quận 13, quận này là thủ phủ của người Việt Bình, nên cứ đến đó là đầy đủ mọi thứ, không cần tìm tòi hỏi han gì ai, đi đâu cũng dễ. Nhưng ngoài quận 13 thì cần có người dẫn đường vì ở Paris rất nhiều đường phố. Bản thân tôi tới Paris nhiều lần nhưng toàn tự mò vì không có ai dẫn đi. Trong một ngày dấu chân tại Paris, Quang Lê khá chịu chơi khi ở hẳn khách sạn trung tâm có phòng khá đẹp với mức giá cao. Đi cùng anh còn quản lý cũ của Phi Nhung là anh Huy, anh nói. Mọi người thấy đấy, dù ở lại một ngày nhưng tôi vẫn được nghỉ chân tại một khách sạn rất đẹp, sang trọng, cổ kính và đậm chất Pháp. Khách sạn này tuy không quá rộng lớn nhưng có phong cách Paris nên khá thoải mái. Mọi người nhìn nhỏ vậy thôi nhưng đây vẫn là khách sạn 5 sao vì ở ngay trung tâm thành phố cổ Paris, nên các khách sạn dù 5 sao cũng chỉ nhỏ nhắn thế này. Một căn phòng như tôi đang ở là 200 euro một đêm, tương đương khoảng 5 triệu đồng Việt Nam, và có đầy đủ tiện nghi để nghỉ ngơi. Cuộc sống sang chảnh và hưởng thụ của Quang Lê khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ thích thú. Quang Lê kể lại lần bị gặp tai nạn ô tô kinh hoàng đến bất tỉnh, thoát nạn nhờ một hành động cơ bản. Trong video mới nhất, Quang Lê đã kể lại vụ tai nạn mình phải trải qua vào năm 2013 và khuyên mọi người nên cẩn trọng khi lái xe. Với chất giọng trữ tình nổi bật, Quang Lê luôn là cái tên khiến cho người ta luôn nhắc tới mỗi khi thể hiện các ca khúc quê hương và tình cảm. Anh được đông đảo khán giả trong và ngoài nước hâm mộ bởi giọng ca thiên phú. Mặc dù hiện giờ đã quá tuổi tứ tuần nhưng độ nổi tiếng của nam ca sĩ vẫn không giảm nhiệt. Ngoài thể hiện ở lĩnh vực ca nhạc, cuộc sống hàng ngày ở Mỹ được anh đăng tải trên trang cá nhân cũng vẫn luôn được người quan tâm theo dõi. Mới đây trên kênh YouTuber cá nhân của nam ca sĩ Quang Lê đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh tới thăm gia đình một người bạn hàng xóm bị thất lạc hơn 20 năm của mình. Trước khi khởi hành chuyến đi, anh chia sẻ với khán giả, hôm nay là một ngày đẹp trời nên tôi tới thăm một người bạn hàng xóm tại Mỹ là chị Rosa.